Giới thiệu với anh em này món gà nướng nha. Gà nướng là tại vườn. Đấy. Gà ngon không? Nướng và ngươm. À, chuẩn bị ăn được rồi, cái lớp da đấy, lớp da nó đã thấy giòn, mỡ nó chảy, thấy không? Đấy, mỡ chảy chưa? Đấy, mỡ chảy. Đấy. Mỡ chảy ngon không? Thấy không? Tuyệt vời luôn. Đấy, lượng mỡ trong con gà đã chảy ra. Nướng này tương đối đạt. Rất là vàng. Nó hơi có những cái miếng nó hơi cháy nhưng mà không sao cả. Nó rất là ngon. Đó. Con gà này vào khoảng 2 cân rưỡi. Hiện tại bây giờ mình sau khi mổ làm sạch và được tẩm ướp với các gia vị. Đấy, đấy nhìn này, nó đang nước mỡ đang giọt giọt này. Đấy, 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 đấy. Đấy. Thấy không? Đấy, gà nướng. Đấy. Cái khung cảnh nướng gà của mình là rất là ở một cái vườn rất là rộng, chủ yếu là cây ăn trái, bưởi canh diễn và các cái loại hoa quả. Đó. Đấy. Gà đây, gà nướng là chủ yếu là gà được thả vườn nhá. Đây nhá. Cho bà con xem này. Đấy. Đấy nhá, đấy. Bà con nhìn thấy góc bên kia gà thả vườn chưa? Đấy nhá. Quay ra. Ra quay đàn gà. Đấy.